Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Phú Quý, thị xã Cây Lậy, ở tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một vườn sầu riêng đang bán, em quay cho anh chị mình xem nha. Đây, cái miếng đất ở ngoài trước là cái vườn sầu riêng mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị mình nè. Thì miếng đất của mình sẽ nằm trên mặt tiền đường đan. Đan này em thấy là khoảng 2,5 m nha anh chị. Nè, đường này thì ở đây cách cái con đường đan mà ô tô vô được là khoảng tầm chừng 350 m nha. Xe 7 chỗ là mình sẽ đậu ở ngoài kia, còn mà anh chị nào đi 4 chỗ thì xe mình sẽ vô tới nhà được. Nhưng mà khi nào mà anh chị về xây rồi mình làm cái chỗ mà để hoành đầu xe thì mình mới vô được nha. Còn nếu không là mình chỉ chạy vô thôi chứ không có chỗ hoành đầu xe lại. Thì ở đây là xã Phú Quý, thị xã Cây Lậy. Thì nói chung ở đây thì dân thì cũng nhà thì cũng ổn với anh chị. Nói chung là hàng xóm thì cũng đông. Trước đất là đường điện, đường nước là đầy đủ hết luôn. Rồi ở ngoài trước cái miếng đất của mình luôn là có một cái con sông nho nhỏ nữa nè. Cái này chắc gọi là con kênh quá ha. Đó anh chị xem. Sông nhỏ đó. Thì cái này là anh chị nào mà thích sông sông sạch sẽ thì mình dọn thôi. Thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị nè. Miếng đất của mình là vườn sầu riêng 2 x 2 là 2.200 m², chủ kêu giá là 2,2 tỷ. Thì miếng đất của mình nó sẽ có mặt chú thì nói chung là chú mua cũng lâu rồi, chú không có nhớ là ngang dài chính xác là bao nhiêu, cho nên nó làm hồi nãy em có đo thử cho anh chị thì phỏng phỏng đó nha. Bề ngang sẽ tính từ ở bên này nè, đi qua bên tới góc bên này luôn. Bề ngang là khoảng 50 m, bề dài là khoảng 45 m. Đất mình thì sẽ có một sự teo hậu nhẹ nha, nhưng mà cũng ổn lắm. Một lát em sẽ mở cái định vị lên cho anh chị mình xem thử. Mà thôi để em mở luôn đi để cho anh chị mình dễ hình dung ha. Thì anh chị thấy không ta? Hơi tối nha. Nè, đây là cái vị trí mà em đang đứng đó anh chị. Thì cái phần nó hơi mờ ha. Đây nè. Đây nè, đây là cái miếng đất của mình, anh chị nhìn được không ta? Đây nè, đây là cái miếng đất của mình nè. Anh chị thấy cái miếng mà xám xám ở đây nè. Đó. Thì nói chung mà đất mình á thì dài xuống đây rồi đi qua đây. Thì nói chung mà tính ra thì cũng vuông vức, nhưng mà em thấy là nó có một cái khuyết ở ngay chỗ này nè. Cho nên nó thành ra nó teo hậu đó, anh chị nhìn rõ chưa? Đó, cái miếng đất của mình đó. Thì em xin nhắc lại nha, miếng đất của mình á là 2.200 m², bề ngang là khoảng 50, bề dài là khoảng 45 m. Bên ngắn bên dài á, em thấy là chiều dài là bên ngắn bên dài nha. Rồi teo hậu nhẹ, nhưng mà nói chung thì cũng dày thì cũng vuông vuông đi, không có teo lắm. Đó, trong đất thì chủ trồng sầu riêng nha. Hệ thống tưới tiêu là đầy đủ hết luôn. Em dẫn anh chị xuống cái chỗ mà nó teo teo ở góc này cho mình dễ nhìn ha. Này. Ở xung quanh đây á thì em thấy là trồng sầu riêng không à. Đường này là sẽ cái đường đi vô nhà hàng xóm ha. Nè anh chị nhìn nè. Ở bên này vườn cây trái nhiều quá ha. Thì đất của mình vậy nè anh chị. Từ cái con đường đan ở đây nè, chạy thẳng xuống đây. Rồi ở bên kia là nó sẽ chạy thẳng xuống. Thì ngay chỗ vị trí em mà ấy coi vậy nè ha. Thì cái chiều dài này nó sẽ dài thêm một khúc nữa. Nè em qua bên này cho anh chị mình dễ hình dung ha. Đó, mình đi qua bên này. Đây.
cái mình quẹo xuống đây một tí xíu nữa nè. Mình quẹo tới ngay chỗ ngôi nhà này luôn. Ngôi nhà này thì của bên hàng xóm nha. Mình sẽ quẹo tới cái góc bên này nè. Đấy, mình sẽ quẹo tới cái góc bên này ha, rồi chạy dài ngang qua. Thì anh chị thấy cái đám mà xịt thuốc cỏ đó là cái phần đất của mình á. Còn mà bên cái phần xanh mướt này là của bên hàng xóm ha. Thì miếng đất này là ngang 50. Thì là dài là bên khoảng 40 mấy, nhưng mà bên thì ngắn hơn. Trong đất thì chủ trồng sầu riêng, còn được khoảng 20 cây sầu riêng nha. Rồi chủ có đặt thêm mấy cây sầu riêng nhỏ nữa nè. Đó. Tại vì em nghe chủ đất nói á, là cách nói chung là cái đợt mà bị nhiễm mặn đó anh chị, thì ở đây là bị đất bị nhiễm mặn, cho nên nó làm sầu riêng nó chết. Hồi xưa là 2 công sầu riêng thì chú trồng được khoảng trung bình là khoảng 40 cây. 40 cây thì một năm á, chú thu hoạch được khoảng 200 triệu. Tính hết chi phí thì chú còn lời là được khoảng 170 triệu. Bây giờ thì sầu riêng bị nhiễm mặn thì mấy cái cây là nó chết nè, cái chú sẽ đặt lại mấy cây nhỏ. Nay anh chị xem đó. Rồi mấy cây nó bị si cây, cái mình phải đốn nhánh bớt á. Thì nói chung là cái vườn sầu riêng của mình sẽ vẫn còn quay lại, nhưng mà trung bình là khoảng 40-50 triệu một năm thôi nha anh chị. Này, ở ngoài trước đất của mình sẽ có một cái hàng dừa nữa nè. Nói chung là nguyên cái hàng dừa này là của đất mình hết luôn á. Này nè, hàng dừa này là mỗi tháng là cũng có quê lại được khoảng 1 triệu nữa đó nha. Đó. Đấy, em sẽ đi qua bên kia cho anh chị xem ha. Này nè, mấy cây sầu riêng nè. Nói chung là sầu riêng thì trồng mà trúng sầu riêng á anh chị, tiền rất là nhiều luôn á. Nhưng mà cái quá trình trồng cây là khoảng gần 5 năm luôn mới cho trái. Trồng rất là cực. Đó anh chị xem. Này. Chú nói là cái vườn sầu riêng này là chú trồng được khoảng 8 năm rồi nha. Là chú ăn được 3 mùa rồi. Tại sầu riêng thì trung bình là trồng khoảng 5 năm á mới bắt đầu là cho trái. Thì chú ăn được 3 mùa. Này. Nè. Trong đất mình á là sạch đẹp không màu mã nha. Bên nhà hàng xóm thì có. Lúc ở bên này nè anh chị thấy không? Nói chung bên chỗ cây dừa ngay đây nè. Bên hàng xóm thôi, em thấy thì cũng không có vấn đề gì hết. Sau này anh chị không thích thì mình kéo hàng rào lại thôi. Này. Xung quanh đây thì nhà hàng xóm cũng khá là đông nè. Anh chị xem. Nó anh chị nó. Này. Cái ranh giới của mình ở đây nè. Từ ở ngay chỗ này nè, lại qua bên kia, lại qua bên này, bề ngang là 50 mét. Chiều dài vô thì một bên khoảng 45, một bên thì sẽ ngắn hơn. Đất trồng sầu riêng nha. Em nghĩ là cái miếng này là anh chị nào mà quê ở cây lậy thích cái miếng này thì mình có thể mua. Hoặc là anh chị nào mà thích làm nhà vườn vậy đó. Rồi anh chị về xây một cái căn nhà gọn gọn, trồng thêm nhiều loại cây khác nữa. Nhưng mà em thấy là thường là đất ở cây lậy có giá là do trồng sầu riêng được á. Tại vì cái đợt mà thơ chưa bị nhiễm mặn là đất ở cây lậy anh chị giá rất là cao luôn. Tại vì đất trồng sầu riêng mà giá rất là cao. Mình có thể trồng thêm sầu riêng ha. Còn anh chị nào mà chưa biết trồng sầu riêng á thì cái chú chủ đất này nè. Là chú là chủ cái gì nhà phân phối phân gì đó anh chị. Đó, thì đại lý hay gì đó. Thì anh chị cứ điện cho chú. Chú sẽ chỉ cho anh chị bất cứ lúc nào. Và chỉ từ A tới Z luôn.
Nói chung là không biết gì thì cứ gọi cho chú để chú chỉ cho anh chị chăm sóc cái vườn sầu riêng của mình ha. Đó, em sẽ mở định vị lên cho anh chị xem thử. Này à, điện thoại hết pin rồi. Điện thoại hết pin rồi anh chị ơi. Hình như là chú ơi, đất mình hướng gì vậy chú? Hướng bắc hả chú? Hướng đông bắc cái gì phải không chú? Hướng bắc hả? À, chú nói là đất của mình là hướng bắc nha anh chị. Từ ở đây á, là mình đi chợ Phú Mỹ nè, trường học Phú Mỹ á, là khoảng tầm chừng 10 phút thôi. Còn mà mình đi về thị xã Cây Lậy á, là khoảng 15 phút nha. Rồi ở đây mà về Sài Gòn bao xa ta? 92 cây. Xa dữ vậy chú? 92. Không phải đâu, xa dữ vậy? Cây Lậy Sài Gòn là 92 cây. Hoang hoang à, ở chỗ con á, là cách Sài Gòn là khoảng 65 cây. Bến xe miền Tây, con quên, con tính từ bến xe miền Tây. À vậy là ở đây sẽ cách Sài Gòn khoảng Cây Lậy, con cái tính thì giá Lậy là Sài Gòn là 92 cây, còn Mỹ Tho là Sài Gòn là 72 cây theo cây số của nhà nước. Trời 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 trời, khoảng 80-90 cây đi số đi nha anh chị. Anh chị nào mà muốn xem miếng này á, thì mình sẽ về ngay chỗ thị xã Cây Lậy á. Em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Nhưng mà trước khi anh chị đi xem thì anh chị nhớ gọi cho em nha. Ở đây cách thành phố Mỹ Tho là 28 cây số đến 30 cây số nha anh chị. Đó. Rồi. Thì em xin chào anh chị nha. Đất mình thì có giấy tờ, có sổ đầy đủ hết luôn. Khi nào anh chị muốn xem thì alo em rồi em gửi qua cho anh chị mình xem. Rồi bye bye anh chị nha. Nay xung quanh vườn mát mẻ quá ha chú. Ừ. Đó, mình sẽ đi một khúc ra ngoài này xem thế nào ha. Đói bụng rồi đó anh. Ăn được rồi đó. Này. Đây là bên nhà hàng xóm rồi nè. Đó. Này, xung quanh đây là em thấy là trồng sầu riêng không luôn á, quá trời sầu riêng luôn. Wow. Có sầu riêng với mít nữa. À, anh chị xem cái trái mít đó rất là to luôn kìa. Trời ơi, đó là cũng phải mười mấy ký luôn á. Ở đây mình đi ra khoảng 350 mét thôi là sẽ tới đường Đam Bự ha. Rồi thì thôi em xin chào anh chị nha. Ở mít ở đây tốt dữ vậy ta. Wow. Trời ơi. Cái trái mít kìa anh chị ơi. Đã quá ha. Cây nó xanh mướt luôn, nhìn rất là thích ha. Anh chị xem nè. Tuyệt vời luôn. Đi ra thêm chút nữa là tới tới đường Đan xe 7 chỗ vô tới được rồi ha. Em đói bụng quá, tay run rồi. Em sẽ phải đi ăn thôi. Em xin chào anh chị nha.